Thế rồi con quỳ xuống, đưa bàn tay trinh nguyên dâng hiến trọn xác hồn. Suốt đời con hiến thân làm lễ tế hy sinh, làm lễ dâng toàn thiêu.
trên bàn thánh, đưa hồn con lên cao, xin chắp tay cúi đầu, khói trầm nghi ngút bay, lời ca thánh du dương, dìu con bước lên trọn đời. Đưa hai tay lên con nguyện xin ơn trên cao, cho con trung kiên trong cuộc sống bao thương đau. Lạy Chúa, Chúa yêu con thì xin yêu suốt đời. Lạy Chúa, Chúa thương con thì xin thương suốt đời. Đừng để con dối ai, đừng để ai dối con, nhưng cho con từ nay luôn được chung tín trọn một đời. Thế rồi con nguyện ước, ước nguyện cho tương lai, đi khắp mặt đất này lấy niềm tin sẵn son, hành trang bước theo người làm nhân chứng trong cuộc đời. Bàn tay trinh nguyên dâng hiến trọn xác hồn, suốt đời con hiến thân làm lễ tế hy sinh, làm lễ dâng con thiêng. Ánh đèn trên bàn thánh đưa hồn con lên cao, xin chắp tay cúi đầu, khói trầm lời ca thánh du dương, dìu con bước lên trọn đời. Đưa hai tay lên con nguyện xin ơn trên cao, cho con trung kiên trong cuộc sống bao thương đau. Lạy Chúa, Chúa yêu con thì xin yêu suốt đời. Lạy Chúa, Chúa thương con thì xin thương suốt đời. Đừng để con dối ai, đừng để ai dối con, nhưng cho con từ nay luôn được chung tin trọn một đời. Cho tương lai đi khắp mặt đất này lấy niềm tin sắt son, hành trang bước theo người làm nhân chứng trong cuộc đời. Hành trang bước theo người làm nhân chứng trong
Chúa rất buồn khi tội con quá nhiều. Con biết Chúa rất buồn khi đời con hoen úa. Con biết Chúa không vui khi tình con lỡ dại. Yêu người hơn yêu Chúa, yêu đời quên tình Chúa. Thank you.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: khi có người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ được trên ngai uy linh của người. Quân dân sẽ được tập hợp tại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bây giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc. Hãy hỗ trợ vì xưa ta nói, các người cho ăn, ta khác các người đã cho uống. Ta là khách lạ, các người đã tiếp lớp. Ta người trần, các người đã cho mặt. Ta đau yếu, các người đã đứng thẳng. Ta biết giờ chúng tôi thấy chúng ta cho ăn, khác cho uống. Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là nơi khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặt? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng tôi đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: ơi phường kiến trúc giỡn, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa quân đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta nói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp nước. Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặt. Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có biếu thăm ta. Bây giờ họ cũng đáp lại rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy chúng đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại: ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tông vào chỗ thực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn vô. Đó là lời Chúa. Trong khi đó, để
Kitô xét xử con người dựa theo tiêu chuẩn duy nhất là lòng bác ái. Ai sống yêu thương, người đó sẽ được sống lại và được hạnh phúc trường sinh. Còn kẻ bất tử yêu thương sẽ sống lại để rồi trần luôn vun đời. Thế thì đói ăn để khát muốn, để đi chân tô mắt và thanh hoan người ốm đau, người phù đầy vân vân. Và như thế đã yêu thương, khước từ điều đó là khước từ yêu thương. Sẽ có một vực trung thần, tức là sự phá xét chung, đó là điều mà giáo huấn của xã hội luôn luôn là cho rằng chúng ta, đó là giáo huấn hình thành của Chúa Giêsu. Thiên Chúa là đấng phán xử cuối cùng, điều đó nghĩa là giá trị phán đoán của con người về mình và về người khác chỉ có Thiên Chúa mà thôi. Ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ tỏ bày cho con người ấy thấy được lẽ công bình mà con người thường khao khát. Cuộc trung thẩm, sự phán xét chung sẽ diễn ra trong ngày tận thế mà ngoài Thiên Chúa không ai có thể biết được. Thế giới này sẽ qua đi để nhường chỗ cho trời mới mới, trong đó không còn than khóc khổ đau nữa. Sẽ có một trời mới đất mới, bởi vì Thiên Chúa là chủ thể lịch sử hướng dẫn vận mệnh và hướng dẫn lịch sử con người khác thêm sức. 8 năm làm cha xứ Xuân Dục kết hợp 2 năm làm cha xứ Hà Nội, người đã cống hiến tất cả sức lực, thời giờ, tiền của để phục vụ thăng tiến đoàn chiên của mình về mọi mặt, đức tin, đạo đức, đại ái, văn hóa, và giúp đỡ trong việc xây dựng nhà thờ, nhà giáo lý. Và chúng ta thấy rằng đoàn chiên của Ngài gồm những con chiên coi như là nước mà kéo thôi, và những nơi người phục vụ là những nơi khang trang đạp đạp hay là đang tiến đến chỗ khang trang đạp đạp. Thế nhưng và nhớ rằng nhưng chúng ta cũng vô cùng tự hào vì lời sống tốt lành của người. Chúng ta chắc chắn người đã được nghe lời phán quyết tốt đẹp của Chúa đã được phán xét trí tuệ. Hãy đến với kẻ được che ra chúc phúc, là con cái của Ngài. Chúng ta cùng đưa lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện sau. Chúa Kitô, Ngài đến vì tội lỗi chúng ta và
Thank you.
thêm lời cầu nguyện cho cha xứ chúng con nhiều. Chúng con xin cúi đầu. Nguyện xin Chúa mở lòng thương xót.
con biết Chúa rất buồn khi đời con hên hua. Con biết Chúa không vui khi tình con lỡ dại. Yêu người hơn yêu Chúa, yêu đời quên tình Chúa.
buổi chiều tím khi hoàng hôn xuống đồi, một người nằm chết trên thập tự máu loang, một người nằm đó trong cơn ngu hoài đau thương miệt mài, không một ai khóc thương phận người, không một ai sớt chia niềm đau của người. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, xin tha cho tôi con người bạc tình, xin tha cho tôi con người bội ước. Lạy Chúa tôi, Chúa vì yêu tôi nên vào cuộc đời, Chúa vì yêu tôi nên nhận làm người cho tình lễ ngôi. Và người nằm đó giang vòng tay đón mời, rồi người đã chết cho niềm tin sáng tươi. Một buổi chiều tím không gian ung phun mây trôi lững lờ, trên đồi kia chết đi một người, cho đời tôi sáng lên vành môi nụ cười. Mây trôi lững lờ trên đồi kia chết đi một người, cho đời tôi sáng lên vành môi nụ cười. Xin chào.
xin Cha cũng ở lượng hải hà mà tha thứ khi còn sống ở thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Làm phép huyệt anh chị. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã, Chúa là đấng làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi ăn ngày trong mồ ban ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của các tế lễ linh vật cá thôi. Xin thương người con của Chúa là Cha Cố Vinh Sơn được an nghỉ trong phần mộ này cho tới khi Chúa tỏa sáng tương nhang, làm cho Cha Cố Vinh Sơn sống lại để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúc anh chị em thân mến. Tống thân sát vinh hiển của người. Bởi thế, chúng ta xin phó thác Cha Cố Vinh Sơn cho Chúa. Xin người đón nhận linh hồn Cha Cố Vinh Sơn vào chốn bình an và cho Cha Cố Vinh Sơn sống lại trong ngày sau hết. Giờ đây chúng ta hãy bình tâm nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với cô Martha khi em cô qua đời. Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế chúng ta hãy tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúa mà nuôi dưỡng Cha Cố Vinh Sơn nơi bàn thiền thánh, giờ đây khi đón nhận linh hồn Ngài vào nước Chúa giữ tiệc muôn đời, xin cho nhắn lời chúng con. Chúng con vững lòng trong cây sẽ được sống muôn đời, xin cho nhắn lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, sống Cha Cố Vinh Sơn đã nguyện theo ý Cha. Nay Cha Cố Vinh Sơn đã qua đời thì xin Cha rủ lòng thương tha phạt những hành vi tội lỗi của Ngài, và cũng như khi còn ở trần thế Cha Cố Vinh Sơn được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật. Thì giờ đây tức thì nhờ tình thương Cha, Cha Cố Vinh Sơn cũng được thật lòng cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thánh lời tâm sự của Cha Vinh Sơn đã chối lại và ủy cho người cháu của Cha là Cha Tiệm sẽ đọc những lời đó. Kính thưa Cha Chính, quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ, quý ông, quý bà và anh chị em thân mến. Cuộc đời của con 71 năm qua, con đã được trở nên làm con Chúa qua bí tích rửa tội, lại được vinh dự làm thừa tác viên của Chúa trong chức vụ linh mục 27 năm qua. Những ngày tháng cuối đời, Chúa đã cho con đau ốm như muốn để cho con có thời giờ nghĩ tới Ngài nhiều hơn, để con có thời giờ chuẩn bị cho đoạn đường cuối cùng về với Ngài. Vì thế, con đã nhìn nhận bệnh ung thư máu của con như một ơn đặc biệt Chúa ban để chuẩn bị. Bệnh đã tới một cách không ngờ, chậm rãi, mỗi tuần nặng thêm nhưng không đột ngột như các bệnh hiểm nghèo khác. Trong người luôn thiếu máu nên rất đau đớn, gân cốt cứng cỏi, khó lòng đi đứng, tuần nào cũng phải tiết máu. Con cho đây cũng là một ân huệ đặc biệt Chúa ban để chuẩn bị cho con cuộc hành trình cuối cùng từ trần thế tạm gửi này tới nơi vĩnh cửu kết hợp với Chúa. Ba lần con nằm ở bệnh viện để được cấp cứu,
rồi về dưỡng bệnh ở nhà, và là những ngày giúp con đi cuộc hành trình vào nội tâm của chính bản thân. Con xét mình thấy đã làm những việc làm phiền lòng Chúa nhiều hơn là làm sáng danh người, cũng như phiền lòng mọi đấng bậc. Con thành thật cáo lỗi, xin các đấng bỏ qua những lầm lỗi thiếu sót trong cuộc đời của con. Tôi khiêm tốn xin lỗi tất cả những ai mà lúc còn sống tôi đã vô tình hay hữu ý có điều xích mích gây sự buồn lòng hoặc thiếu bác ái. Tôi xin hết lòng cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong mọi cảnh huống. Tôi xin anh chị em thân bằng quyến thuộc đã cầu nguyện cho tôi lúc tôi còn sống, xin cũng tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho tôi khi đã qua đời. Xin giáo xứ quê hương, giáo xứ tôi phụ trách và mọi người luôn thêm lời cầu cho tôi. Kính chào vĩnh biệt Xuân Dục, ngày 24 tháng 10 năm 2003, Vinh Sơn, Đặng Ngọc Đường, Linh Mục. Kết thúc lời chúc xin cho linh hồn cha có Vinh Sơn được nghỉ yên muôn đời. Trước thi hài cha xứ các con, giáo xứ chúng con xin được đôi lời vĩnh biệt cha. Cha ơi, chúng con đang cảnh an hòa, bỗng dưng thảm khốc mất cha linh hồn. Tha nơi cha xứ Vinh Sơn, giáo dân Xuân Dục trông ơn cha nhiều. Sao cha sớm nghĩ đến điều về hưởng hạnh phúc cao siêu nước trời. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, nỗi chín đầy ruộng cha thời bỏ đi. Công cha sông núi sánh bì, công cha giấy bút nào ghi cho bằng. Cha về nồng đạo gia tăng, cha về đức hạnh được thăng tiến nhiều. 8 năm thấm thoát bao nhiêu, mà cha cải hóa rất nhiều đổi thay. Cha chẳng đau búa nặng tay, nhẹ nhàng khuyên nhủ mà say lòng người. Các giờ kinh nguyện sớm chiều, sốt sắng sầm uất là điều ơn cha. Cha ơi, cha ơi là cha, sản tích còn đó cha đã đi xa. Ngôi nhà giao lý hiền hòa, tưởng bao nhà xứ cảnh hoa bần thần. Thánh đường hoa đá dưới chân, trên đầu ngọn tháp phong vân thầm thì. Chúng là những vật vô tri mà sao ấm đạp nằm nỉ thảm thương. Người buồn cảnh cục vân vương, người đau cảnh cục trăm đường xác xơ. Đoàn chiến gặp cảnh bơ vơ, không người coi sóc bây giờ chồng ai. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, tư vương nhìn môi rối bời thầm
sâu. Văn cha muốn sự lo âu, chăm công bạn việc biết hầu chồng ai. Cha ơi, cha hỡi là cha, nhớ khi gần mẹ nguy nga trên đài. Cha ơi, cha hỡi có hay, từ từ đầu tháng tới này, văn cha phục sinh lễ Tết hàng năm, tâm lòng bất ái cha thăm nhiều người. Càng kể thì lệ càng rơi, đau lòng xót ruột rã rời thấy chân. Chúng con biết nói gì hơn, chỉ biết cầu mẹ trời hưởng nhan thánh chúa đời đời nhân hoan. Cha về hưởng phúc thanh nhàn, xin cha nhớ tới cộng đoàn giáo dân. Xưa cha chăm sóc ân cần, nay cha xin chúa hồng ân ban nhiều. Chúng con hứa giữ mọi điều, cha đã chỉ dẫn sớm chiều thực thi. Đợi ngày chúa gọi vinh quy, cha con hợp mặt thật thì vui thay. Ôi cha ơi, cha có thấy đoàn con đã khóc lóc thương tiếc cha không? Cha có thấy các cụ già cô đơn, những người tàn tật thần kinh bất toại, họ đã khóc lóc than khóc thương tiếc cha? Trong những ngày cha còn bình sinh, cha đã hết tình phục vụ họ, để cho họ có một cuộc sống đoàng hoàng. Cha ơi, cha có thấy đoàn thiếu nhi chúng đã khóc lóc thương tiếc cha không? Chúng đang được cha ấp ủ trong vòng tay yêu thương, chúng còn thơ ấu và dại dột, chúng có biết gì đâu mà giờ đây chúng phải khóc lóc tang tóc đau thương. Chờ chúng con xin vĩnh biệt cha.